Rồi xong bây giờ như vào được này trong không gian. đâu sợ không ra được, ra đây lùi lại một ít rồi đấy, cua hết sang bên phải đi, cua hết sang bên phải đi, tình hình là tàu đang bị kẹt. À, đúng không có mình vừa mới đi tí thôi cái là tàu quay là kẹt ngay, bây giờ cua hết sang bên phải, cua hết sang bên phải là ra được mà, có đéo đâu. Ui cái gì ấy, cái gì ấy? Mày ai bằng ấy? Ai bắn đi? Cua hết sang bên phải đấy rồi, ra rồi đấy, ra rồi, đi thẳng đấy, Khéo hiểu ra rồi, mẹ đi bắn thẳng. nửa cây máu để lấy bánh lái. Cua sang trái đi. Nếu ai lái tàu à? Ok đấy. Đúng rồi, đéo của mình. Tàu toàn mấy ông phế, đéo làm một cái trò này. Muốn bánh lái kêu mẹ bắn hết nửa cây máu hay không? Rồi cho gọi bây giờ cua về hướng đấy đi. Cái đéo gì vậy? Mình ấy Huy Anh cứ bắn vào cái móc này. Phá nếu chịu được. Huy Anh cứ bắn móc. Móc kìa. Xong rồi, lỗi mẹ game rồi. Lỗi đéo vậy, và đi theo hướng này đi, đi theo hướng phải kép. Xong rồi. Ở đây. Phải kép, ép phải kép. Đây, lại tàu đây. Không ai lại thả buồn thì có mà. Ông đang quay vòng vòng đấy. Buồn thả một cái là nó đã đi rồi. Ép phải kép. Cái thằng Bình lại tốn máu quá vần ra vần. Nửa cây máu à. Pháo phải đau quá, ông không biết. Tưởng không phải thời gian. Ôi anh từ bóp lại thôi. Thực ra nó không phải hướng thẳng hướng cái kép đâu, nhưng mà nó có chắc chắc rồi vậy. Rồi bây giờ quay hướng cái kép. Quay kép đi, về kép đi. Đắp liền. Thôi rồi, thôi tự kia cát thôi ạ. Thẳng hướng cái kép mà tới ạ. Hướng cái kép mà tới. Ui. Để cứ men mình chạy sửa đạn. Đằng trước đang khó. Để rất nhiều tàu mà. Mình phải tránh ma. Đường đấy. Tàu ma này em đánh thừa. Không vậy. Vào trận chiến. À. Không dễ đánh em đâu anh à. Cái này hết cũng nhanh quá chị. Ủa đi cứ bẹo phít trước này. Đánh nó luôn không? Có, đánh cứ được. Nụi. Mày cứ tưởng tượng mày đánh khoảng 5-6 thì mang một lúc. Cắn đi, nó tàu nó mà chết. Và cái thuyền ma sẽ bắn là những cái đạn máy cà lìm. À, tới. Điệp tế gì nữa? Thôi chạy qua đi, không đánh nó đâu, không đánh nó đâu. Ủa đi, có vẻ tế này. Tiếp kìa. Lấy đi. Đi không mình đâu. Phun mẹ nó hết cả đồ ạ. Ngã xuống rồi không mà sẽ lấy rồi. Cái gì gì vậy? Cái đồ rồi. Nghe em chưa? Không, thật tâm bình. Bắn không bắn không bắn đâu. Cái rác ken. Ui. Ui. Bắn cái đồ đâu. Bắn rồi đâu không cần. Ok em vậy à. Con ở từ đây mình. Nhìn đằng trước tôi lấy xem có chướng ngại vật không. Bè không ai nhìn nha. Phải. Thôi nha, thằng lái được, thằng lái được, không phải đâu, thằng lái được. Ok. Vòng qua bọn kia mà. Kéo đi vòng xa thế. Rồi bây giờ rẽ thẳng trái hết, chứ cố trái đây, hết cố trái đi. Bởi vì đi gần đấy à, vì nó bắn. Hết cố trái đi, hết cố trái đi. Có mấy chiếc gãy không? Đợt
lần sau anh em có dịp đánh nó luôn. Tối vãi. Hết cỡ trái nhá, hết cỡ trái, hết cỡ trái. Về hướng ép về kép. Bây giờ đúng rồi, mình ép này. Con Megalodon đâu nhỉ? Nó đi ra hàng của nó rồi. Không vừa đâu. Có gì gặp vào Raken. Chứ thằng ép về kép rồi. Raken vui vừa lời. Ok, sao quay lại đầu nó này. Ép về kép mà. Ép về kép kiểu gì? Nói chung mình phải đi qua nó một tí. Toàn nó rồi. Cái gì chuẩn bị sẵn đạn mà đánh nhau thôi. Thực ra để tôi xem là cái chữ cái idol này mà. Có khi cái chữ cái này thế 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 phải, 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 phải. Thế phải, thế phải đây, thế phải đây. Thế phải gì đi tự sát đâu. Thế phải, thế phải, thế phải đây em ơi, thế phải. Về kép là về kép vẫn ẩn ẩn chưa? Rồi, xong rồi. Quá luôn, em biết. Tôi rất vui khi được biết anh em. Bắn. Đi đâu? Không phải bắn. Thực ra là có cả bắn đấy. Bắn. Bắn 3 phát người đó chết. Đầu người ta là một tượng ngu lắm. Đấy, bắn ra các không chết. Cất tệ mà vẫn chơi quả tá rồi kìa. Anh thấy cái hòm chưa? Ờ, có hòm chưa? Hòm chứ tế đấy. Phải nói hòm chứ tế đấy. Rồi, hiện ra còn nữa này. Đi thẳng hướng với kép đi các bạn. Mày nói rồi, hiện ra mấy con nữa này. Thực ra, cái này dễ không. Mày rồi rồi, nó chết rồi. Nhưng mà nó hiện ra nhiều lắm. Này, nói lắm này. Ta chẳng cần đến mình. Thằng phía trước là đến đảo rồi. Ok. Trước mặt này. Tạm biệt bọn mày. Tạm biệt bọn mày. Này dễ lắm. Bắn này. Incoming! Incoming! Đấy! Đánh ngay! Ui nổ! Đây à? Bay ở gần mình đi, mày đi! Thôi! Chí đạn! Thế này! Ác mặt! Rồi! Đánh là béo rồi! Ui! 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 Ghê vãi! Tôi nghĩ là cắm đồ cổ và chạy đi, sao ai quay quần lung tung này. Đó. Em thiệt chịu chưa? Chưa. Tao bị trâu lắm. Ờ, cua sang trái đi thì hợp đây, cua sang trái đi. Bao ra khỏi tầm của nó. Trâu lắm. Bên trái rồi, ngay bên trái rồi, ngay bên trái. Cái này bắn chết mà nhập lên nhỉ? Bên trái mình này. Bắn được 3 con bảo dễ. Tống nó đông như quân nguyên đấy kia cơ mà. Thực ra là bắn xong một con nó sẽ thả tiếp tế. Bắn xong một con nó thả tiếp tế. Ui, ui ôi, ui, 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 đến không? Phải định khoảng cách này mà bắn tới ạ. Điều qua vậy. Ui, đến rồi, mà anh cần cất. Bắn xong. Thôi anh ơi, em chỉ vào đảo thôi mà, em chỉ đi qua đi nhờ một bước thôi mà. Thằng phải đi hiệp ơi, thằng phải đi hiệp ơi, thằng phải đi hiệp ơi. Trời ơi, quá. Chích cái máy của lô. Đây, chích cái máy của lô. À, đảo này đảo Nga, đảo Nga có nhiều thịt đấy. Nhưng mà đi đến đảo nó vẫn đuổi nhá. Ô, thế ngay có cái viên kim cương xanh này, ớ, ngon. Thả neo, thả neo, thả neo. Thả neo. Rồi, thả đi, thả đi, thả đi. Ơ, đừng có sang trái nữa, đừng có sang trái. Cô đi, cô phơ phà đi. Mày. Ủa sao trái em đéo đi. Hay được rồi. Ê này nữa à. Đã lên phòng cái phá này đi lấy cái kim cương. Gì ấy? Tượng, tượng, tượng. Phá ra mới được lấy kim cương. Tôi đi vào đánh mất máu nha.
Phá đi, tôi bắn à. Ok. Bắn mình thì sao nhỉ? Rồi, 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 rồi. Đấy, chúng ta bắn. Vậy là mình tìm đi gì vậy? Đấy. Mình tìm đi thế nào này? Bây giờ nhìn xem là bây giờ mình phải đi hướng nào, đi hướng nào đúng không, anh? Ừ. Đi. Ừ, cái gì? Không đọc được không anh? Hay là không bừa? Có à? Có đang đi. Không được điều hướng nào, hướng nếu mà hướng nào thì nó ở dưới biển. Kéo rồi đấy. Quét. Nếu không nhầm mà nó ở dưới biển đấy. Hướng nào. Nào. Hôm trước mình đi đến đây rồi mà, thì trên đấy không có đâu, nó ở dưới biển. Đảo nào cũng mình tìm hết rồi. Ủa sao tôi bị cứ bị chìm xuống này, tôi không ngoi lên được này. Nờ biển à? Ừ. Nờ ở dưới biển không thấy có gì. Đúng kiểu một cái mấy bẻ. Ông nghe anh đọc lại mà. Đúng hướng nào. Thì mình ngạc luôn. Đang chiến. Khá cái gì? Thật không có gì cả. Ừ, hướng nào mà. Tao nói nhỉ? Nó kiểu một cái bụi dưới nước, ở chỗ nước. Ừ, đấy, nó bụi dưới nước này. Tìm trong mấy cái khu cây cỏ em nào. Bụi gì thế nó không nói rõ, nó chỉ là cái bụi thôi. Nhưng mà hướng nào chỉ có mấy cây leo nên kiểu... Nó là một cái, nếu mà tôi không nhầm thì nó cái hò dạ. Cái gì đấy. Vâng. Sao đấy? Có mập kìa. Mày nhạc quá chứ quái. Mình vẫn đang ở lạc sát trong cái tầm kia mà vẫn nhạc. Hướng nờ. Trong mấy cái bụi cây này à? Tôi nhớ ra một cái hòm. Nờ. Đây, nờ đây. Cái mẹ cắm, cũng cắm, thật cắm mình. Mọi mày. Đúng kiểu một kim đáy về. Đúng rồi mà nhở. Nếu mà theo đúng cái chỉ dẫn này. Này, một kim đáy nghe. Mò kim đẩy về mẹ rồi. Wiki. Nó trang wiki nó chỉ một kiểu khác. Trên wiki nhớ là bản cũ. Ơ từ từ. À, tôi tìm thấy cái đầu lâu ạ. Nhưng mà nó chỉ một kiểu khác, nó bảo mình đến cái Abbot gì nhỉ. Nó bảo trên wiki nó bảo đến cái ASEAN Abbot, tôi bảo. Ôi, hình như Dũng mà. Không phải, đi đây không có gì cả. Ô, đây có cái đéo gì này. Cái đất. Nó bảo lên đấy đọc cái tờ giấy gì ấy. Về ở trả lại có gì đâu. Vô vọng. Không, cái này đi kiểu một kim đấy về ấy. Bảo hướng nào ở dưới nước có bụi cây, đúng là có bụi cây ấy, mấy cái rong reo rồi nhưng mà đéo thấy đâu. Mình chả về bụi nào ấy, cái nào cũng có mà. Đúng là hướng nào ấy, thành hướng phát. Tôi nhớ nó là một cái hướng có hai ấy cơ mà nhỉ. Ở đây là trước là hướng có hai ấy cơ, hai NE hay là N... Hay gì? Thử hướng nào, thử ra hướng NE nào. Đây bảo là hướng nào nhỉ? Ông đọc lại cả tờ giấy cho xem. Có đạn bắn nhỉ? Ui, nó cổ đạn một mình kìa. Bắn tối á? Cái gì vậy? Vãi đâu, bắn thật trúng luôn ạ. Cầu đại này kia. Nè. Được tìm thấy trên đảo gì đó ở N13.
Đọc gì không đọc. Đấy là cái đoạn đầu thôi. Nó đề cập đến Điền Đồn Cổ ASEAN Morea quá. Nói chung là cái gì mà nó đề cập đến cái ASEAN nó quá cái. Đéo đâu ấy. Sau cái điểm đầu ấy ba. Tôi lên. Còn sau cái ASEAN có lại cái gì cơ? Thế là hướng S5 sau là S cái gì? Nhưng mà trong sách là S. Thì hướng M, à đâu trong sách là hướng S. Sao là S mà. S á, sao thử hướng S đúng không? Sao thế nhở? Trong sách thì sai hả? Cha, có sách này. Sâu là S. Sâu, nếu qua hướng Nam thì là sâu là S. S. Đeo, cái S gì cả. Của con cá mập. Của con cá mập. Đấy. 1 phút bao nhiêu? 1 phút 50 ấy. Tôi gọi để mẹ. Nó là ở hướng Nam thì phải. Chắc chắn. Còn cá mập. Nếu thế thì có khi là của mình cái này vụ này nó đã thay đổi rồi. Xem trên wiki hay xem trên ấy nó không có tác dụng đéo gì đâu. Đúng cái mỏm không giúp tìm thấy. Wiki thì à. Đây tôi nhìn thấy cái gì sáng sáng thôi. Cái gì? Có. À đây đúng rồi. Đây. Ok. Thì phải đây mà nó hướng N. Chó mặc đồ, hướng này hướng SE mẹ luôn rồi. Nếu hiểu bọn chó mặc đồ nó vào sửa tao. Nó chỉ sai ạ, à, khốn nạn nếu chịu được. Mở ra hết. Quyển sách chỉ sai mà yêu chứ, con mẹ cha nó. Đéo hay đây là cái dương vũ vẩn. Không, đéo hay nó nói kìa, tôi. Nói là con kia. Nó bảo revise the ship sửa tao của ai. Ok, tàu mình bị bắn trúng, không ai sửa ông đấy, ông sửa đi, xem, mở thử cái thương đấy em nói. Ông ấy nó bảo, revise the ship, sửa tàu của mày à. Mở lắm hả? Dương này mở đâu? Không mở được, đi, mày không phải thương này. Không phải thương này. Đây là dương Asen. Ai lên đấy, cho tàu chim đi rồi kia, nhanh lên. Khổ mẹ, tôi chết thôi. Tàu mình bắn tới đấy, tàu đéo ai lên má. Thế đéo phải thương này. Bình đâu? Có thùng gì đó? Không phải dương. Không xem lại trong đấy có phải chiếc kiến idol không? Chỉ ra không đấy. Đúng rồi. Ai đúng rồi, đúng chỉ mà, do cái này. Đúng rồi, cái mỏm này này. Có mỗi một cái đảo này thì là chỉ cần. Cũng tìm ngay cái mỏm này nhá. Có gì nhiều thế này. Kiến idol đây đúng mày à. Chỉ có thể ở cái đảo này. Chỉ chết cả một trăm. Nhạc nghe khó chịu thật đấy, nghe nó cũng khó chịu. Đột nhiên nó bật nhạc nó cái nhỉ, hết rồi. Thế vậy là tìm được cái kho báu khổ. Tìm cái đấy nó thấy cái kho báu gì vậy? Chó má đéo chịu được. Thế hay là phiên bản của mình nó update mới rồi nên là không lấy được đâu. Mình phải tự tính. Em phải cho xem trên wiki là khác. Ừ, trên wiki khác mà, trên wiki là bản còn cũ hơn cơ. Đây, cái bản wiki là cái bản còn cũ hơn bản này. Mày à. Tờ nghiên nó update rồi, nó thay đổi vị trí cái đấy rồi. Nên là ông đọc lại cái tờ giấy cho xem nào. YouTube hay wiki đéo có tác dụng đâu. Chicken Idol. Đúng. Chicken Idol. Chứ từ xa là mình lặn tới biển là mình nhìn thấy nó nảy luôn mà. Nó không cần phải ấy đâu, không cần phải đi sát. Đây mình đi sát là còn đéo thấy có cái gì cả. Ông đọc lại cái tờ giấy, đọc lại cổ quyền. Là gì tôi xem lại bản. Tôi nhìn tờ giấy của ông Dũng mà tôi biết ngay có phải bán. Đéo thở được. Quá. Thế là nếu mà cho anh Dũng thì W S S E. Nó update rồi, sai rồi. Bây giờ mình chỉ có tự tìm thôi, không có thêm ở đâu này. Đọc lại tờ giấy đi, chứ không có cách gì cả. Thì nó là hướng. Cái đoạn đầu này thì nó đúng rồi này, đoạn đầu thì đúng rồi này. Chỉ có ở chỗ này thôi.
ông đọc lại nữa xem nào. Tôi nào. Đúng là bây giờ mình đi đến cái site of Discovery Rig này. Rồi bây giờ đi về hướng SE. Tôi lên đấy xem bản đồ. Tôi lên xem bản đồ. Bực tinh nhỉ. Còn như lần trước tôi ấy, tôi xin lỗi này là tôi ra đảo khác mà. Rồi chứ ông phi là ông sai hướng. Ông sai hướng chứ ra nó chuyện này nổ. Thôi. Bây giờ nhá, mình từ cái chỗ Discovery Rig, ông quay ông mở map vào cái chỗ Discovery Rig kìa mà. Cái gì ông đang cầm map đi Discovery Rig này. Đi về hướng nào? Xem đi. Vấn đề quan trọng là đi về hướng nào. Đi về nào? Cái gì? Cái gì? Tôi nhận Discovery. Thế nó cái gì bắt đầu từ Discovery Rig còn gì nữa? Thuyền của thằng kia đi đến chỗ Discovery Rig. Tôi sao nữa? Ông zoom to lên, zoom to lên đi. Đi bật từ tôi đang ù tai hết chứ. Đấy, mình cứ nhảy xuống nước lên nhiều khi nó bị ù tai, cứ nhảy bị ù đó người ta. Tiếng nhạc nó khó chịu. Thì cứ mẹ nó chó, thì nó rất là nhạc. Bị nhạc từ từ Discovery bỏ lại bỏ đâu đâu từ Discovery Rig nha, là đi chạy xuống, chạy xuống về phía SE. SE đây, SE là U Santon. Thì bọn nó truy đuổi xong rồi chạy sang cái đảo khác. Đảo khác là đảo nào? Ở đây đảo nào biết nào là đảo khác đây. Đảo khác là nào? Đảo hướng. Nếu nói hướng này có phải là thông phít lên tra tinh phót này không? Ông San đây đi hướng SE này. Ông đi xuống cho xong quá. Đấy nha. Xong rồi. Nó bảo đi về hướng SE là về cái Ông San Anton đúng không? Ừ. Đấy xong rồi là cái thử dòng thứ ba là chạy qua một cái đám đảo lớn ở phía sao là sao chạy đến đây của nó hướng về phía giữa E và SE. Là sao? Đến Osanato thì lại đến giữa E và SE. Giữa E và SE. Giữa E và SE thì nó là chỗ nào? Sát Bakove đúng không? Sát Bakove à? Cũng có thể. Ừ, cũng có thể đấy. Sát Bakove rồi sao nữa? Xong rồi chạy. Đi hướng N. Đúng không? Ừ. Hướng N. Đi. Đó. Vứt. Vứt cái dương. Vứt ném cái dương xuống vùng nước ở hướng nò. Vùng nước ở hướng nò của một cái hòn đảo nhỏ. Rồi có người gì nữa? Và chạy ra phía E. Sao chạy ra phía E? À đúng rồi, xong cái con dòng 49. À dòng 7 ra 49. 7 ra 49 là những cái thanh kiếm lửa đang đuổi theo chúng tôi đến cái một cái hòn đảo lớn. Chúng tôi quay ra hướng chắc chắn đến đấy là không cần thiết rồi. Thế thì nó là sắc bắt cô ve hướng hướng N của sắc bắt cô ve, một cái đảo nhỏ ở hướng N của sắc bắt cô ve rồi. Lần trước chả lên đi tìm lần điên à, lần trước phải đến sắc bắt cô, lần trước chưa đến sắc bắt cô ve luôn. Lần trước đó tôi nhớ lần trước là mình sau khi mình tìm là mình đến cái đảo này này, đến cái đảo bên trên này này, cái đảo Thunder Valley này. Thunder Valley không tìm cũng được, thế mình ông bảo ở hướng N NE thì là Chicken Idol, xong mình ra Chicken Idol mình tìm không thấy. Nhưng mà sau hồi đó mình tìm toàn tìm trên bờ thôi, mình nhớ tìm dưới nước. Nên là mình tìm dưới nước. Chắc có bắt con ve đi, đi về coi thôi không ve. Đi theo hướng F. Con ve hay là cái... Hướng. Lost on Gold này. Ừ, bây giờ mình thử về hai cái đấy đó.
ép 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 rồi đấy. Và tốt nhất là đừng hy vọng vào wiki hay là YouTube đi, bởi vì bây giờ nó bản mới thôi, bản mấy bản kia toàn bản cũ thôi. Ui mẹ, được thiền ma tí trước ạ. Thiền ma nào? Được S đúng không? S thôi, được S mà. Được S thì làm đéo thiền ma. Không biết là... Tí trước kìa thì... Đâu thiền ma đéo đâu, ma phải lấp lánh. Lấp lánh cái gì? Đéo rồi, mù. Đâu? Cái này là cái tháp canh chứ. Rồi, hạt nhau đi đây. Không gì đâu ra thiền ma phải có đi thiền ma. Phía bên tay phải kìa. Xuống W kìa. Một. Đúng là có mà. Ra đi, nó chặn mình, nó nhìn mình còn chạy mặt. Không sẵn đâu à? Đi biển là thiền ma. Đánh hơi luôn. Đằng kia nó có cái hộp 10.000 tiền nữa, tôi còn trả ra lấy thôi. Cháu buồn đấy, cho đi nhanh. Dẹo phải, dẹo phải, dẹo phải. Dẹo phải đi. Giờ mình đến Lost Goal chứ. Tôi nghĩ nó là sách bắt của bè thôi, nó không dẹo. Nó ghi hòn đảo nhỏ mà. Hòn đảo nhỏ, nghĩa là cái hòn đảo nhỏ ở trên cái tháp bắt của bè. Có thể. Ok. Có thể là thế, hoặc là có thể là không. Kinh giả. Bởi vì tôi nghĩ cái tháp bắt của bè nó nhiều đảo mà. Nói chung là nếu mà, ở đâu cái chỗ này gần hơn, cứ lên thử đêm nó. Cứ để đến có một spot nào mà. Đấy mình đi nào ấy. Mình đang nào mình chả đi qua đây mà. Tôi nghĩ đéo phải nó cái đảo này là kiểu đảo để tao đảo lâu. Thường thì nó đéo cho nhiệm vụ của trên đảo này đâu. Thế thôi. Nhưng mà thôi mình cứ lên mình tìm đi, biết đâu chẳng may lên đâu quay. Lên đến tí rồi bắn. Không, không mạnh cái đảo lên tìm đi. Mạnh lên tìm. Cái đảo này đảo đầu lâu thì phải. Cứ vào đi. Bây giờ nó không có đầu lâu thì làm gì có cái bắn mình ngáo à. Ấy, rẽ vào đi, ông nào cũng rẽ ra xa. Rẽ vào đầu thằng nào đấy? Anh rẽ vào. Rẽ cua phải cua nhanh như đâu. Để xem tìm đâu. À, mình đây này, anh đang ai tìm này. Bảo tôi cua nhanh. Hà neo đi. Dẫu ai bay hết cả lên. Rồi hạ đi. Bay mẹ hết lên đây này. No, đúng không? No. Ừ, hướng nào chứ nào này? Ép. E à? Đúng rồi. Cái gì? S. Hướng S đéo gì? S và S E là từ đâu ít đấy rồi. Bây giờ hướng Nam. Hướng nào của đảo chỗ tôi đang bơi này, đúng không? Không phải chúng tôi đang bơi không? À đâu phải, thế này. Ở đâu chúng tôi đang bơi, hướng nào con ní? Hướng? Cái người đi đấy. Nếu nghĩ không phải đảo này đâu. Đây hướng nào nó ở chỗ này đây. Tôi nghĩ nó là dưới nước đúng không? Nước không? Cái đảo này đảo đâu? Đéo phải đảo này đâu, bởi vì thường thường thì nhiệm vụ đéo cho trên đảo đâu lâu rồi đâu. Đảo đâu lâu còn mở cửa được không? Ừ thì nó cái đảo này làm thì được có đâu lâu đâu mà đóng cửa. Tôi nghĩ đéo phải đúng không ạ? Đâu có gì. Đi đâu không phải đảo. Không phải đảo. Thôi ông Hiệp ông đang thuyền đi ông cứ lái tiếp đi. Bộ tôi lên đi ngáo rồi về. Anh hạ neo rồi. Neo không hiểu. Thôi lên kéo neo nào. Em đi đây. Thôi tôi về bằng đường hàng không vậy. Biển đấy nhỉ. Giờ wiki với cả CT không có tác dụng rồi. Wiki thì nó chỉ... Wiki là bản nó bắt cũ mẹ. Để cho mà tự tìm bằng sức mình đi. Hy vọng gì vào mà đạo. Mà đạo hướng, dựa S và S5 đi. Dựa S và S5 đi. Tôi đang để cho chết chìm. Thôi phải bơi. Ui cái gì ấy? Ui tiếng gì ấy? Tôi chết. Thả đi. Thả thịt cá đâu rồi. Rửa ép thì thử xuống mới chết đi cho nhanh.
chưa? Chưa rồi. Còn cái tôn theo đầu tiên thôi nhá. Còn cái tôn theo của địa ngục nữa. Hình như là có 9-10 tôn theo rồi đấy. Ông mới làm được một cái sao vậy? Ông ấy chưa làm được. Hết rồi. Thế thì xem video không có tác dụng cả. Ok. Em hết rồi, mới bỏ ghê. Rồi sát bắt cover đây. Ngay gần rồi. Ngay trước mặt này rồi. Đây. Đang tiền lên này. Chỉnh lại buông nó kéo tốc độ lên. Tốc độ buông nhanh còn gì nữa. Rồi hỏi đéo. Đang bị hạn đấy ạ. Bị hạn. Ê, có đâu. Ngay gần đảo, nó lấy rồi bơi vào đảo. Ngay gần, có cái đầu lâu. Đây chỉ cái vớt lung tung thôi mà cũng được đồ ấy luôn á. N à? N N ừ, N mày mày tìm thấy cái đấy có thùng nổ đây à. Ai cần không? Nhớ tạo thằng nào đi con nổ. Nó nổ mình em mình nổ nó. Cuồng trên này cũng để cái chỗ quan sát này cũng nổ đấy. Hướng nào thấy gì không công? Nó chưa thấy gì cả. Hướng nào nó chưa thấy gì hết. Khó khăn thế nhở? Nãy mình lại sai. Chẳng thế này phải làm gì đâu. Không, không có mà sai được. Hướng N nó là hướng nào nào? Ai ở hướng này nữa mà. Nó bảo nó để ở trên một hòn đảo nhỏ ở hướng N đúng không? Ừ. Trên một hòn đảo nhỏ ở hướng N có nghĩa là nó có khi nó phải ở dưới nước. Hòn đảo nhỏ có cái bụi. Nhưng mà đây đã... Mà đây, trong đây. Video cũng là ở dưới nước. Video cũng sai. Nó bảo là cái video nó không có cái tác dụng gì nữa cả rồi. Nó là cái bản cũ. Không hiểu không? Bay. Bản cũ rồi. Quên quá khứ đi. Theo hiểu bây giờ mới còn hơi xem video gì đâu gì nữa. Em và giữa FE. Wiki nó không nhớ có tác dụng gì cả. Bây giờ chỉ có tự tìm thôi. Ở đây có hoàn đảo, nó cũng kiểu một cái... Nó phải nói là đảo không? Hướng N. Rồi. Tìm kiếm quanh đây, cảm giác cứ vô vọng, chứ nào nào. Có hay mình có phải đào hay làm gì không? Không, nó còn không đào. Ôi đi mẹ, tất cả mình đi mẹ. À tôi nhặt được cái chuồng bắt lợn này, con lợn vừa lấy đâu rồi? Hy vọng. Sao chuột con lợn nó vừa chạy qua đây, mẹ mình nhặt được cái đồm thì nó lại chạy mất. Chó mà thật. Rồi tôi thử xuống nước rồi. Mà dưới nước ở chỗ này trống quá, trống hoác, chả có cái đéo kìa. Cái gì đấy? Ai bắn gì? Ai bắn gì đâu? Dưới nước ở đây còn trống quá, trống hoác, chả có gì cơ. Chả có gì đâu nhá. Đúng. Lô. Ê thôi, không phải đảo này. Cái đảo nào? Chị. Có tay. Tôn đeo đi vào dính vào. Người cũng bó tay luôn. Ôi đi mẹ nó là ngạt thôi. Khó thế nhở. Gì đây? Thương rồi. Để xem lại nào. Nếu mà có thì phải lấp mặt. Có là nhìn thấy ngay.
Nó bảo nó vứt cái chết ở dưới nước đúng không? Chỗ water hướng nam này, hướng nào này? Hướng nam không phải hướng nào. Hướng à, hướng chỗ dưới nước ở hướng nào của hướng... một cái hòn đảo nhỏ. Nó kẹt sâu. Nó. Không đọc lại hẳn cái câu em nào nghe. Continuum. Con cái đéo chơi rồi chán à. Thật là chờ nó được mà. Đéo được nó. Ờ, nặng quá. Nặng như thế. Đại kìa. Nở thật. Không làm đẻ thì không có đồ ngon. Đồ, đồ tăng đồ nhỉ. Skin của tăng đam gì đó. Tăng đam thì đánh được cái chùa. Tăng đam thì sẽ được chùa. Hòn đảo nhỏ về. Hướng nam. Hay là nó hướng... Không phải. Đảo hay là giáo hoài rồi đấy. Gần nót. Cái bụi... Đó. Ô, cảm giác cái này đọc khác lần trước tôi đọc nhỉ? Ừ, lần trước đọc khác mà. Lần trước đọc là nó dẫn là Chicken Idol đấy. Không hiểu game update. Nhắm vào nước ở hướng bọn... Watermelon. Garen này làm ăn kiểu gì vậy? Nó kiểu nó update liên tục nhẹ là người đọc. Nhắm vào Garen. Nó ra cái dưới biển cứ tìm hồ nước trong này đi nước thì trong này nhiều lắm. Nó ở dưới nước. À đúng, à xa đúng. Cứ tìm chỗ nào có nước. Nên đang màu kim thì thấy vậy. Ở ở đây, ở chỗ này. Hay là hòn đảo phía nam nhưng mà nó ở hướng... À xong rồi thằng bọn nó chạy về hướng E đúng không? Ở với anh. Ừ. Sau khi thả xong nó chạy hướng E à? Ừ. Nếu mày phải tìm được cái đấy đã xong mình mới quan tâm cái xe hướng nào. Mình phải tìm được cái hồ của nó thả đã. Cái gì đây? Cái quy... Đầu lâu ạ. Ui, nhẹp được đầu lâu. Không tìm được cái hòn đấy thì vô vọng. Em tìm được cái hòn. Mở thì nó mình cái thứ mơ đấy. À đây có con lợn đen này. Máy. Hơi vô vọng đi. Máy này ra đây tìm này. Thấy ở đây tìm. Hướng N thì chỉ có thể hướng này thôi. Đảo hướng N, đảo nhỏ hướng N là cái chỗ này này. Máy này, chỗ này đúng chưa? Gì? Chỗ này là chỗ nào? Qua cho em. Đúng nơ đây này. Ồ, vào. Chị phải bật lợn nữa thôi. Không 13 tôi không vô vọng như thế này. Vô vọng quá. Mẹ con lợn nó khốn thế à, đi đi. Nếu mình không cầm chua, không cầm cầm lồng thì mẹ nó cứ chạy mang mang qua mặt mình. Không là kiểu như ông cầm ông đang đi lại gần tôi bình thường ấy, mới cả ông đang cầm súng đi lại gần tôi thì khác nhau mày ạ. Tôi phải lợn, chắc. Tôi biết được. Ôi cảm giác vô vọng lắm rồi. Nó bị sai ở chỗ nào nhờ? Cái này... nó ở hướng SE ở hướng kia còn cái nào nào hay mỗi cái sắc mắc có ve nữa. Mỗi cái đấy thôi. Sai cái chỗ mình cũng chọn con game này để chơi. Đây có cái thùng nổ nhé. Đấy, hướng nổ này nó cái hướng lên này này. Gọi là le này update nhiều, update thì nhiều nhưng mà mèo có hướng dẫn hay là lên chắc thì cũng khó không? Đâu ai hướng dẫn khu đố, hướng dẫn trên trang chủ.
Nói chung là thì tôi vẫn nghĩ là quanh quanh cái khu đấy. Nào. Trang chủ nó không bảo nó update tuần theo. Sao tuần theo này mình lại khác? Mà cái lần này, lúc đấy mình đi đến đấy mình chưa lấy cái tuần theo, à mình chưa lấy được cái mà nó tự nó có đấy. Hình như là nó lưu lần trước, nhớ rồi. Nó lưu nó lưu mà, tôi bảo nó lưu mà. Nhưng mà nó lại tờ giấy khác, cái tờ giấy là nó đọc hoàn toàn khác từ trước. Lần trước tôi nhớ rõ là nó bắt mình đi đến chỗ đến tận đoạn cuối là nó đi đến Chicken Island. Nhưng mà lần này mình đi Chicken Island mình lại không tìm dưới biển, mình chỉ tìm trên bờ thôi. Có tìm dưới biển không? Tìm hết. Mấy lần đây tôi nhớ nó tìm dưới biển đéo. Quanh trên bờ xong rồi đi. Cái néo mình đang nói néo ấy chẳng nghe cái gì. Qua đây. Qua đâu? Đi không. Đi theo em cũng chơi. Đi theo cái chỗ này. Có cái chỗ nào? Còn một cái đảo đen là Lock Out Boy. Không biết đảo đấy có liên quan gì không? Nó, bây giờ nó ông nhìn theo cái hướng. Nó cũng là hướng này. Có thể không phải cái đảo này vì đảo này đảo to. Bây giờ ông tìm ông là đảo nhỏ. Lock Out Port đây là cái đảo, lúc đấy đảo lâu đấy. Đâu thằng Binh mới bảo cái gì? Lock Out Boy cơ mà. Đi theo em. Có một cái chỗ này. Đâu? Cái đéo gì? Bây giờ ông cứ đợi xem cái đầu này bự gì. Đi theo em ạ. Đi nào. Đảo nhiều nước thế. Xung quanh anh toàn là nước ấy. Cái tờ này nó khác thật. Thế đi mới đang mà chỉ đôi đâu nên mình. Đi đâu đây là khu giữa hòn đảo đúng không? Ờ có một cái chỗ nó có một cái chỗ nó nằm ở đây này đó là tháo chỗ nào anh vừa thấy xong rồi đâu à đây nằm tự nhiên tự nhạc. Đây bên này. Đây này. Có cái chỗ sữa gì kìa. Ờ, sâu xuống gì. Ồ. Toán làm chỗ con đâu. Bỏ kim mấy đi. Nó cũng hướng tờ mà, hãy nhìn thử xem. Nhưng mà đây chả thấy có mẹ gì à. Toán làm chỗ con đâu. Có máy tin ạ. Ôi sao tự nhiên xương ra nè. Giờ trên này đâu quá là trên này ra đâu. Chắc chắn ông hành đã làm sai gì đấy. Tôi tê lê về thuyền bằng cách tôi nhảy đến cái chỗ nó bị kẹt, tôi tê lê về chỗ nhảy. Đây nó sẽ là từ chỗ Discovery Rig này. Bây giờ đi về Discovery Rig này rồi đi về hướng đông nam SE thì tôi nghĩ nó là Ocean Atoll đúng không?
Không thể nó là, nếu mà nó là này nó phải là E rồi. E là chỉ có thể là Osan Aton hay là nó đi thẳng qua đến Tắc Bắc Ven nhỉ? Lốc Apoi, hay tôi nghĩ đó là Lốc Apoi. Vượt qua một quần đảo lớn lộn xộn sang mạng phải. Là sao? Cái gì? Không nên... À, một quần đảo lộn xộn lớn qua mạng phải. Là sao? Không nên đọc cái tờ nào đây? Là cái quyển này đây. Dòng thứ 3 ấy. Đấy... 7 giờ 12 ấy. Quần đảo lớn là cái này còn gì đó? Đảo vượt qua một quần đảo lớn sang mạng phải. Ở hướng... Nó bảo ra quần đảo lớn gì đó. Vượt qua, đúng không? Vâng. Vượt qua mà Huy Anh đọc lại em à? Đúng rồi, vượt qua. Hay là nó có khi... Vượt qua một quần đảo lớn. Lốc ba boy thôi mà. Hứa cứ lên đầu đi. Lốc đi. Cứu em mà. Chỉ cứ lên mình làm cái đéo mà. Biến mẹ đi. Okay. Đéo ai mà. Tôi cũng có cái gì để chặn không mà. Tôi cử tao chịu mày. Mày làm... Đấy mày đang đánh nhau ai đấy? Hả? Mày đang đánh nhau ai đấy? Hả? Mẹ đau lắm. Giật. Tôi Hiệp phải nhổ neo đi kệ nó. Đi. Tao Hiệp đi lúc áo boy đi đây. Để tôi sướng tiếp xem không. Hiệp đi lúc áo boy đi. Ông Huy Anh kìa. Đúng là cái đồ. Phun bắp. Huy Anh này phế vật rồi. Con lợn nhá. Vâng. Ông Huy không đọc đoạn nó bảo vượt qua một quần đảo lớn à. Thế rồi, tôi bắt được con lợn rồi. Tôi bắt con lợn rồi. Thế không? Tắc mẹ biết rồi sao? Sao? Tắc mẹ biết rồi sao? Lợn ơi, đợi tí lợn ơi. Ờ. Nó chui, bị đọc biến mất luôn này. Ok, e. Con lợn nó chui bụi rậm nó biến mất ở đấy nhỉ? Thôi kệ mẹ đi. Anh tuyệt vọng rồi, chán lắm. Mới có một tí khó khăn đã tuyệt vọng. Nhưng mà nó bảo vượt qua một quần đảo lớn. Tôi nghĩ là vượt qua cái chỗ này thì nó sẽ đi đến lúc mà coi. Có thể. Cũng có thể thế thôi. Đọc sai chỗ đấy. Nếu có thể thế thôi. Mình phải đi đến lúc Apoi để tính, nếu không có thì chịu. Nếu không có thì... Mày đang nào đây? Tuyệt vọng. À, mày đâu? Được. Sao mày lên xe? Sao mày đừng nhảy đó? Mày. Đấy, chết đi. Có cái đang nhảy không? Có cái đang nhảy không? Kẹt. Đấy, mày nhảy lên đây. Kẹt nước. Nhảy được luôn. Thôi, tốt rồi. Bạn ơi. Nè, ngày mai đông stress nha bạn. Ờ, mai kìa. Rồi mình chết. Uống thời gian vào quá. Mạch nhớ. Quá. Mày chết từ cách gì nhất rồi. Không có cách gì nữa. Kẹp. Khó quá rồi. Xin cá đâu uống nhở? Mày... Mì anh đã... Không ghen đâu rồi. Còn gì anh đã bỏ cuộc. Theo đây, ngồi tí, hơi khó một tí. Nhưng mà... Cái gì nữa nè. Nó tiến cá đâu. Thôi đi xa lắm rồi mà. Đây đến nào rồi. Ờ. Không ghen lép mẹ rồi. Có thấy tiếng cá đâu nhỉ? Huy bị gành rồi. Huy bị gành rồi. Tiếng cá đâu nhỉ? Gành. Ơ? Đi vào rút với bên kia nào thì đứng mẹ rồi. Tận lượng mong tôi chết cho nó. Xem nào. Lúc này cần con cá mập nó đâu thì không biết nữa. Bọn chó cá mập.
À đây thiên đàng. Cái gì? Đâu rồi? Buồn đi đánh răng. Răng béo, chẳng hiểu. Con mời lại không? Ok tiếp không? Được thôi. Bọn tôi tìm được nào đấy, ở đây? Đang vào, đợi tí. Thế từ từ đợi ông anh ăn, không rồi ông đéo được nhiệm vụ của chết. Thì bạn. Đang nhiệm vụ gì? Đó vẫn đang nhiệm vụ đấy đấy. Vẫn nhiệm vụ này mà. Tí chưa, tí chưa? Đấy, đây, đây, đây rồi. Thôi, ông này luôn. Vậy là hướng của cái nào đấy xem nào. Đây đó, hy vọng cuối cùng dịch lại thì nó bảo vượt qua một phần đảo lớn. Chính là cái phần đảo kia. Có thể thế. Bởi vì xung quanh này chỉ có cái đảo này thôi. Có gì không? Có không? Thì phải... Có không? Có không mày, đúng rồi. Mày ông Huy dịch chán quá. Đây rồi, cái hòm này thì có vẻ là chuẩn xác rồi đấy. Đúng rồi, đấy. Đúng rồi. Kiểu hiểu nó bảo vượt qua một quần đảo lên không ấy đọc. Kiểu gì kìa. Thôi, nghe ra cái chụp đó. Đây rồi, trời ơi. Ui, đây là Huy anh Vũ. Anh em ra đây. Đây, đi vào đây. Đây rồi. Đây có cái chuyện, đây liệu là... Ô, đang xong kia có bot. Thế tại sao nó bảo vượt qua mà? Ừ thì tôi đọc vượt qua là gì? Vượt qua một phần đảo lớn. Trong một kỹ ạ. Thôi. Bác tinh. Đâu dương đâu, dương đâu. Đấy dương đấy, mở ra là được cái... Đâu, ai đang cầm ấy? À thôi, bơi về thuyền đi, Đâu, dương đâu. Đâu. Lấy tàu. Cái gì? Đâu. Cái này thì là cái token phải. Tiếp. Cái token lại gần bắt học. Mình sẽ kiếm đủ 6 cái đá vô cực kiểu như nó vào. Để mình búng tay. Ok, bây giờ mình quay lại cái chỗ N13 để mình vào hầm. Đâu được cái gì? Đâu? Anh để chuẩn bị xem hả? Xem có cái gì nào? Đâu? Đâu, thấy hết, tôi thấy vết, tôi thấy vết. Đấy, áp hết mới đây. Đâu, đưa xem nào. Ê, đây là. Kia. À đúng rồi, cái kia ở trong cái hầm ở chỗ N13. Để vào đây đi, để lại cái thấy vào đây. Để ai kia vào đây. Tôi xem nào. Rồi, tôi tao đúng trang mới này. Em nào. Nó ở cái chỗ này chứ không phải chỗ kia. Phiên bản mới update của Pháp. Tính thì tuyệt vọng. May mà tôi nghĩ ra. Tôi đang nghĩ là cái đảo này rồi. Đấy, lúc đấy tôi đã bảo là hay là mình đi mẹ luôn hẳn đến Lock Warport. Cái đảo coi. Thôi bây giờ làm gì đây? Cái theo là gì đây? Sao nó bảo đảo nhỏ, mình lại đi tìm đảo lớn. Đấy, tôi bảo đảo nhỏ, ông mẹ cứ bảo đảo này đéo rồi. Bảo này đâu đó. Ông bảo đâu, ông bảo đi đến đảo này. Bây giờ quay lại chỗ... Ông bảo cái đảo bên trên kia. N13 đúng không? Quay lại N13. N13. Đây. Hướng nào? Đây, chỗ N13 đây. Đi đến cái cao ve, cái hang. Đúng rồi, đi đến N13. Đi đến một cái hang, chỗ hang ẩn ấy. Cái đảo N13, N13. Đâu, đấy. Đi cái, đúng rồi, đi cái đảo bí ẩn này. Hòn đảo không có gì mà. Cuối cùng đã có hy vọng. Hướng nào. Lúc tuyệt vọng nhất là cái lúc mà đã tìm ra được. Hướng N. Đi lên. Đúng rồi, hướng nào. N13. Uống. Thôi. Phải uống mừng rồi chứ gì nữa. May mà có hy vọng ấy. Nhưng mà đây. ông đập mạnh cái này xem nào. Mẹ. Rồi. Chính xác đây chứ. Vượt qua một quần đảo lớn. Biết rồi. Bây giờ tiếp theo thì nó là mấy ký tự vào. Không, nó có bên trên này, nó có bên trắng bên này này. Nó bảo tìm cái đảo ẩn, tìm cái hang ẩn. The island kia. Là sao? Là ở cái đảo N13. Chắc không? Chắc chắn. Sao biết? Ở cái đảo mà mình... Cái đảo giữa cái đảo ẩn ấy. Không biết là trên... hang đấy, đúng rồi, tôi cũng nhớ là có một cái hang ẩn ở trên cái đảo rồi, đúng không? Thế thì đúng rồi, cái hang đấy thôi, bởi vì mình tìm được nhiệm vụ ở trên đấy. Giữa group cực map với cả group follow, group
trên này đấy. Thì giữa có cực mát và có cực hồi lâu đây. Đấy, giữa hai cái đảo thì nó chỉ thay đổi cái đoạn nhật ký thôi mà. Mày quá, có hy vọng rồi. Kéo neo, à kéo buồm đi với anh. Đây buồm. Xoay đi. Làm cuối cùng. Kéo xoay. N E tôi cho được qua đảo này khá lớn hơn E. Có hy vọng đấy nhưng mà tôi vượt qua đảo này là ông đi thẳng hướng E luôn nhé. Tôi chả còn ở đâu đúng hướng này này. Đây có đi qua nhà Ford này không? Không bán đồ không? Thôi đi luôn, bán đồ lâu lắm. Sẽ mở đồ hai tay để ra sau lưng bét. Ôi mẹ, cứ nghe tưởng nước chảy trên tàu, hóa ra bảo quản chiếc chìa khóa cẩn thận nhất có thể. Có thế này, cái hòm đi nhặt rồi, nó nhặt rồi nó phải gì cơ? Cái ký tự này ở trong cái hát này, cái hát mình phải giải mãi này. Ừ, có khi đấy. Nhớ cái video ở mức mà biết mà. Đâu, chìa khóa đâu em? Khóa ở trong xương. Đâu, xem rồi, xem chìa khóa mà, nhìn lại đó nè. Đây. Cái scrap tool đi. Đâu? Đây, đây. Không cầm. Điệp. Trong nhìn. Chìa khóa nhìn ngu vậy, đâu được xem rồi. Cẩn thận mất đấy. Đấy thế nào? Mất làm sao được vậy? Thôi, mất là thôi. Rồi. Không mất được. Bọn nó lấy bọn nó cũng không làm được nhiệm vụ của mình. Thì này tôi vất này. Ít cái nó tôi mẹ không biển thôi. Thôi. Ok, bây giờ đi thẳng lên hướng N. Thôi. Ok, đi thẳng lên hướng N. Nó đâu rồi? Đâu đấy? Cái chìa khóa đâu? Chìa khóa thì anh cầm. Thì anh cầm à? Cầm cho tỉnh hạn. À đúng rồi, mình có đồ ăn, mình phải nướng. À, vẫn đi thẳng đường này nhá, cứ đi thẳng thôi. Ông nào cua đây. Ê, thẳng lái. Không, bây giờ đến cua thông hải đi. Cua thông hải đi. Cua thông hải. Ồ, sống. Cua thăng phải. Cua thăng phải bây giờ sẽ đâm vào đảo rồi. Ba đảo nhỏ này á. Còn qua đảo á. Mình cứ nói đéo, chẳng nghe đéo rồi. Rồi, cua thăng phải. Ok, thằng lái rồi, thằng lái đi. Okay. Mấy chiếc chín à? Mấy cái chú gà chín lông vậy. Rồi thằng lái sang trái một tí. À thôi thằng lái cái thằng này. Không, qua đảo cố tình hồi lâu. Qua đảo cố tình hồi lâu. Rồi cái thằng lái thôi. Nhìn thịt trong này con chín kiểu chín từ từ. Bắt đầu có đồ ngầu này. Này chắc chín rồi nhỉ? Chắc chín rồi quá.
Chìa khóa đâu? Biết. Này chắc chín rồi. Chìa khóa đâu? Biết. Này tiếng gì đấy? Gì đấy? Mà móc mạnh đấy. Móc thôi bỏ đi. Chuyện ma, chuyện ma. Ma quá thì biết. Biết. Chuẩn bị, chuẩn bị. Đằng trước. Nếu mà đằng trước là đào ấy, nó cũng không phải kiểu gì cũng đâm. Đó phải vòng theo mình thôi. Tôi theo kia rồi. Theo kia rồi. Đó trời, nó đâm vào đầu mình rồi. Tôi bắn móc neo nó mà, là nó không đi nữa mà, thả neo mà. Gì cơ? Thôi, không nhảy rồi. Thế còn quay lại bắn nó, không có chơi tốt, chết rồi. Thôi. Thế vậy á. Vì, vị bánh lái bị bắn rồi. Còn mày kéo điều khiển được. Ai thông bá. Cứ phục đầu bá. Ai nói thiệt đấy. Thôi. Ra, bắn nó. Bắn. Bắn. Này. Ô, chạy. Nếu ông nào dám đá cháy rồi. Đấy, buông ra, buông. Nó hào ra. Hạ neo lại. Ô, con pháo hết pháo. Hạ neo. Buồn đang bị gãy. Đựng buồn. Thế không quan trọng, sao lại hạ neo thì quan. Thế quan thì hạ neo tới. Thấy con gãy cái mẹ ấy chứ. Nó chỉ đi chậm lại thôi. Buồn gãy không đi được. Sao không đi được, nó chỉ đi chậm thôi thì có bạc cũng mà. Theo thời gian quan thì hạ neo lại. Thì neo bấm gì mà bấm. Neo hiểu ông Diệp thì nó hạ neo. Nam đéo bắn vào nó đó. Nó lấy pháo rồi. Rồi bây giờ nó đứng ngay trước mặt mình cho bắn đấy kìa. Đơ mặt nó bắn rồi. Đéo chứ hổ. Đi. Cô trái hết rồi Nghiệp ạ. Có mắt. Cô trái hết rồi. Đéo đi. Bắn bỏ qua. Để em đem nó. Giờ nó tốt không? Nhìn xem theo tàu mình có đang này không? Bắn. Bắn kia này. Không phải hay bắn không phải. Nổ. Thằng lái. Đấy, thằng lái. Đấy, xuống vũng nước. Đấy. Nó hết rồi. Đang vá rồi. Rồi, cứ vá đi, không nước rồi đây. Bắn. Góc mệt lại. Đã cướp tay rồi. Đây, con đang móc rồi. Con cố phải. Thôi rồi, cô hướng này cũng được, hướng này cũng được. Thằng này cũng được. Thằng này thằng cua đi, cua tiếp đi, thằng lái. Cua cũng phải đi, đang chạy. Mẹ con này chạy, chuyến ma còn chưa chạy. Chỗ đéo cũng được. Lắp chuyện, chạy đi. Chuyến ma bắn nhau còn chưa chạy mày. Rồi, từ rồi, bình tĩnh. Bình tĩnh. Chào mấy em, cố gắng lấy gần nó. Đang cố gắng thua. Đỡ. Đấy,
vì chừng là quá không ăn sát, quá ăn sát à, không 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 không. Rồi, bắn, chuẩn bị bắn. Chuẩn bị pháo. Đây đây đây. Pháo thủ bắn. Sắp kìm rồi nhá. Cô phải thì không, cô phải cho em ơi. Kìm ngay luôn đó. Kìm, kìm rồi, kìm rồi, kìm rồi. Kìm rồi. Thả đen, thả đen, thả đen, thả đen. Không hiểu, cẩn thận đừng ông nhé anh, cẩn thận để kẹp cho nó. Chết rồi. Bằng giòn ngã mạng. Mẹ, đâu không muốn đánh nhau, bày ghẻ ra đây, kiếng mạng. Ơ, cho mình bán luôn. Bắn kẹp. Chịu bắn kia. À đúng rồi, chìa khóa để lại chưa đấy? Anh để đâu đấy? À, chìa khóa rồi. Thì ra cái chìa khóa đâu rồi tự. Mẹ. Lấy, chìa khóa đây, chìa khóa đây. Đâu, chìa khóa đâu? Chìa khóa ra mới, không ta. Bắn lên đây, bắn lên đây. Bắn lên đây. Bắn lên, bắn lên. Đâu, chìa khóa để đâu? Chìa khóa yên tâm. Ở trong kia. Thật sự vãi chắc. Yên tâm. Không 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 à. Không được. Sóng đánh to quá, cái phòng không có có lấy được vào quá. Đấy, để em lấy rồi, lấy. Lấy một người lấy 10 bản. Cho vào đây, cho vào bản này. Bản tôi, bản tôi đây. Đi. Lấy. Tôi bắn đấy, một người lấy, một người bắn. Bắn mấy cái thùng to đi, tôi ngặt cái này thì bắn này. Hai thứ hai người đứng nhìn làm gì, chờ tóc tôi lên đi cùng. Tóc không nhảy lên đi cùng. Xuống lấy đi, chém không nhau. Lấy mà. Bắn tôi này. Bắn tôi này. Hai cái thùng to đó, mình đứng làm gì? Một người này, bắn. Sao mày đứng làm gì? Lấy. Hai người lấy có phải nhanh hơn không? Chéo hiểu. Tôi phải tôi lấy một người, đúng một người. Thế chưa? Chưa còn. Đấy còn cái đấy. Thôi hết rồi, này hết rồi. Bắn tôi đây. Bắn tôi đây. Thôi bắn tôi. Thôi đuổi theo đi, đuổi theo đi, đi luôn đi. Có đâu không? Không. Hết rồi. Đây. Đuổi theo luôn nào. Đuổi theo luôn rồi. Nó lắp thêm này, nó em đạo này. Nhỏ nó đi, nhỏ nó đi. Để tôi thêm bây giờ đi quay ngược lại rồi. Quay ngược lại rồi. Cái gì đấy. Thái thơ của con Ma. Quay hết cỡ về hướng nào. Quay hết cỡ về hướng bên trái. Quay hết cơ hướng bên trái hết ạ, xong rồi hạ neo đi. Quay hết cơ hướng bên trái đi, hạ neo. Quay hết cơ chưa? Quay hết cơ bên trái chưa? Đang quay. Hết cơ chưa? Hết cỡ rồi. Rồi. Hạ buồn xuống. Không còn hạ buồn. Vá buồn đi, vá buồn đi. Ra đi thẳng hướng à, đã nhìn thấy cái nào kia rồi, hơn nhìn thấy rồi. Đi thẳng hướng nào thôi. Đẩy đẩy thuyền, đẩy thuyền, đẩy thuyền. Ôi, chú quá, để đâu? Kìa, chú quá, để đâu? Ở trong kéo cơ khai làm gì nữa? Này anh. Chị có. Có á. Bảo có là có. Cái này đây, tí. Không phải đâu. Thấy rồi. Mình thả buồn thôi.
Cha cô bụng lên đấy. Thôi. Tổ kiểu đéo như thế này ta. Bắt cũng giống kìa. Chơi cái đảo trước mặt mình kìa. Nhấp nhô, nhấp nhô. Chẳng có bảo. Sao ít á? Thế tưởng nhiều lắm mà. Cất hết rồi, cất hết xuống dưới rồi. Không. À, chưa khóa này đâu. Chưa khóa này đâu. Chưa khóa này đâu. Ờ. Kìa. Không làm cho gì đây. Chưa khóa đâu. Kéo chỗ nữa đâu. Sao để chưa khóa đâu. Để à? Nghe đọc là biết rồi ấy. Nghe đọc nói là biết rồi ấy. Mình mày thích đấu chưa khóa không? Nó để ở trên cái kệ ở trong thừa phòng cái trò mẹ chỗ của mày rồi mình đấu ở sau để ra cái trò của mày để mày cái trò gì cái chìa khóa làm gì thế đâu rồi còn cái dương đâu ai trong cái dương đi đâu ấy rồi chìa khóa đâu rồi chìa khóa đâu chẳng bị hạn neo không cầm cái tương vào đêm gì chỉ đâu em có gì chưa khóa đâu mà để đem người kia thôi tập trung kho báu một chỗ đi cứ vấp lung tang tung lên giải rác ra hạ neo cái hang nó ở chỗ nào quan trọng cái hang chỗ nào nhá đây là tiền đó tôi nhớ ở trước nó ở bên dưới nước ở một cái hướng dưới nước không dưới nước đâu cứ cứ chìa khóa để loạn không biết tìm hang rồi được cái dưới nước trong game này bật được đèn Minecraft dưới nước trong game Minecraft bật được kích trừ khi là đèn biển ông chế cái đèn biển thì ông bật được ờ như ở chỗ mạnh có đấy đang tìm game nhái hai từ đáp một lỗi một thám mập không dính anh em thám mập này có đạn bắn chết nó tươi luôn nếu sợ không mình đâu mà tiền có cái gì đấy thấy con này đây đâu đây em ơi đây cơ mà không mày nhìn giòn với tao à đây nhìn tên nhanh lên không nghe cô gì nhìn tên anh không nghe cô gì được thôi rồi thấy rồi đây ngay dưới đây luôn đâu ok ra này luôn từ từ à này trước đây anh tìm kiếm mà ừ, đúng rồi trước xuống đây à đúng rồi có chỗ để cắm chìa khóa mà strong breaker rồi sâu breaker đủ chưa cầm cái chìa khóa này mới chậm cực ai mà cứ thích cầm ừ đúng rồi ai mà thích cầm đó được rồi đây rồi đấy cái cửa đây anh em đứng xung họp lại đây đâu? Nguy rồi. Đây gì? Đấy. Để. Đủ chưa? Cái đéo gì ở trên? À đúng rồi, cái bên trên à. Nhìn bên trên tường này nó có mấy cái biểu tượng giống trong sách à. Chắc chắn nó để giải cái gì đấy đấy. Đặt đi. Đặt đi rồi mình chuẩn bị giải đố thôi. Đừng đặt đi. Mở đi. Đúng không? Mà không đúng nhá. Không phải cửa này. Chỗ nào? Đây nhá, ở đấy đúng không? À đây, ở đâu? Tao nhớ là có một cái chỗ để cắm chìa khóa cơ. Nó hiện lên là key cơ, phải có key cơ. Sao nhỉ? Ok, ừ. Thật dãi mà. Nó có một cái chỗ để trồi lên để cắm cái key vào. Đây là hai, nó ở đây này.
Cái này. Đâu? À đâu, hình như đây không phải rồi. Chúng ta có khi mình đi nhầm đây rồi. Cái đây này. Đâu? À đúng rồi. Đây là gì? Đây này. Không phải, không phải cái này à? Được. Nhầm rồi mà. Mẹ. Đừng làm theo cảm tính. Hãy đọc cái tờ giấy đi. Yeah, ở đây. Cái tờ giấy nó nói đọc cái tờ giấy thế nào? À, Xlo là cái chỗ nào? Đưa cái kia xem nào. Đưa cái kia xem nào. Hang ẩn đúng không? Ừ. Đâu, đưa cái kia xem nào. Hang ẩn. Kia bắt đầu rồi. Đây cái gì? Đây cái gì? Đây á. Đây cái gì? Đâu? Này. Không được mà. Không được thật. Đúng rồi, không được. Kia không lắp vào đây. Hay lắp vào chỗ này. Ok. Thôi, ngon chứ. Đây đéo phải rồi, đúng là không thể làm. Đây em là phải thử chứ. Đấy đâu mà. Có cái gì đâu mà đọc. Cái có hai mảnh, hai trang đúng không? Có một cái trang là một đống biểu tượng, một cái trang bên kia nó nói gì? Là đây có phải là những hòn đảo. Xong rồi dòng ở dưới là cái hòn đảo hình con bọ cạp. À, ẩn nấu cái dấu gần cái nước mắt của hòn đảo. Cái rồi đi. Đảo này à, đây đảo là sai lầm mẹ rồi. Mình bây giờ mình phải đi lên kia mình tìm xem cái đảo nó giống hình ảnh của cái này sao nào. Chứ không phải là mình đi đi tìm bừa một cái hang này là nhiệm vụ sau này mới đi đến đây, đéo phải ở đây thôi. Có lúc bao lâu mày ơi, có lúc bao lâu? Nhìn mà xem. Ý, mình biết đâu. Ngay mà. Đọc tớ đấy, bảo, đọc tớ đấy đi, đọc cái đấy kỹ vào rồi hắn đi tìm mẹ. Hoa lâu. Chưa gì nữa thì về cái đây. Tại sao lại tớ hoa lâu? Hoa lâu. Có sợ có tên cá đây này, đéo bơi xa lắm. Thấy eo. Thôi tớ. Thật là. Tớ hoa lâu. Đâu tôi xem nào, để tôi lên xem. Đúng rồi, có rất lâu, đúng rồi, xung quanh nó có một đống cái đảo nhỏ ấy. Giống như kia cho mình. Câu lên. Tôi lấy cái chìa khóa. Lấy cái chìa khóa cái đéo đi. Đâm đó. Có lúc hoa lâu nhá, có lúc hoa lâu. Đúng số thời gian chưa? Mẹ à. Tôi đã bảo đừng mà lấy cái lý thuyết trên những cái cờ lý khác hay lấy lý thuyết trên wiki đào nói vào đây nữa, nó không có tác dụng gì nữa rồi. Đâu xem nào, đâu crop follow tôi sao lại là crop ở đâu không quanh. À đúng rồi, đúng vào đúng hình dạng này, đúng này. Em đã bảo crop follow mà. Đúng rồi, hình dạng giống hết đấy, đúng rồi, crop follow đúng rồi, hình dạng của cái này. Thế thì nó chỉ thay đổi cái chỗ xương thôi, chứ còn video Dũng là giống nhau đấy. Xem giống nhau. Đúng rồi, cái hình dạng giống hệt. Hình dạng gần. SW. Hình dạng giống hệt mà, hình dạng đi đưa đúc luôn. Cho nó chắc chắn không? Dễ phải. Tôi nhìn thấy tôi đang gợ này, tôi mà cái trang bên này không phải tự nhiên nó có. Nó là một cái đảo là hang ẩn nhưng mà... Trang này đấy là giải đố, trang này là giải đố. Đó, chuẩn bị giải đố thôi. Có sáng nữa. Sống thời gian nữa cứ... Xoay cuồng, xoay cuồng. Bây giờ nó ta một cái tờ, à một cái trang sách nào, đọc cái trang sách đấy chứ đừng có được gì. Lấy lý thuyết đi kỳ, đoán bừa, đi tốn thời gian nữa. Cua sang trái, con trái. Trái đây. Tôn theo, đừng qua. Cua trái xong rồi cua hết cỡ phải. Cái cua hết cỡ phải đây,
có gì trên biển chưa? Chị mẹ. Ờ, không cầm câu ấy, không cầm câu ấy. Bối cơ đang đây. Nó là một cái hang ẩn trên đảo này. Em chết, em chết cái hang gì không? Cô ấy phải hết cỡ em ơi. Ôi, em đi đó. Ngày hàng rồi. Hà nèo. Cầm chìa khóa chưa? Chưa, cầm đây cầm. Chìa khóa đâu? Chìa khóa mới biết đâu. Ở trong cái hòa xương ấy, cái xương ấy. Trời, biết là xương mới đéo. Cô nhạc, cô kinh quá. Chìa khóa đâu? Đây. Đi, đấy chưa? Rồi, đi thử nó. Thôi, anh đang đứng này. Anh ơi, đây xuống đi. Xương nè. Nhà nào? Đó, cái đó cùng khi đi vượt lóc đây. Nhà nghỉ. Đây rồi, hình bộ cạp đây rồi. Đúng rồi, hình bộ cạp. Ê, nó đảo đọc đi thì nếu tự đọc đi, bong luôn. Ta đi đấy vào đâu. Đây, hàng đây. Đấy, từ từ nhé, em không? Đây, chỗ này mới ấn được ra này. Đó, mở đi. Thôi tôi ở ngoài canh thuyền nhá, mấy ông cứ vào đi. Ông canh thuyền nhá. Tôi canh thuyền. À, đôi nhớ ơi, đoạn này rồi, đoạn này chắc chắn giống. Cái này phải giải đúng. Tôi đi ở ngoài canh thuyền nhá. Rồi chuẩn bị nước ngập. Nước ngập như kịch bản. Cái này là mình phải xoay. Xoay cái này đúng không? Xoay theo quyển sách. Cái đầu tiên là cái là đúng rồi, à, cái này là nhưng mà xoay hướng thế nào mới được. Thằng người đây. Quan trọng. Thằng người mà một cái đấy với ba thằng người thôi mà. Đúng không? Đúng rồi. À đúng rồi, đây đúng rồi. Được chưa? Đúng rồi. Tiếp theo. Rồi gì nữa? Rồi tiếp theo là ba cái hình. Ba cái hình cái nồi cái này cái thuyền à. Đây. Ba hình đấy. Mấy cả một cái cuối là cái hình thằng người đang bê. Đúng chưa? Chưa cái này chưa thấy. À đây đúng rồi. 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 Tôi đi nữa. Cái eo là một thằng người đang bê. Mấy cả ba. ba hình ba người rồi, ok đúng chưa? Có cái gì đấy ở như sai chưa, ta xoay xong độ mà ta ấn rồi mẹ, đây ấn lại mà có đúng rồi, được rồi. Rồi theo cái gì này mình ở dưới này có bức tranh này, đây. Như đào cái chỗ bức tranh này hay sao ấy, bên ngoài à, con bọ bên ngoài, hình con bọ ngoài chỗ bọ đâu đấy, chỗ con bọ đây đúng không, không phải con bọ này con bọ đây con này đây chỗ này chỗ này các ơi, sao đéo nào được ở đây ơi, thật kỳ luôn. Đấy, nào đi chưa? Đó, ra đây. Đặt vào đây. Không thấy anh đâu rồi. Đặt vào đây á, phải không ấy? Thế nhưng mới được một cái, thế nhưng mà phải lấy ba cái à? Yeah. Cái nữa đang ở...
một cái hồ, cái thác nước, chỗ thác nước, chỗ thác nước. Có cái hồ, một cái thác nước này. Cạnh thác nước. Bên cạnh nó có mấy cái dây leo. Ok. Cạnh thác nước thì chắc sao bên ngoài này. Thác nước hình như bên ngoài này à? Để tôi xem nào. Không phải, không phải chỗ này đâu, không phải chỗ. Cái thác nước nhỏ cơ, không phải thác nước to này. Thác này to quá. Cái chỗ ấy là một cái thác nước nhỏ. Không biết ai nói. Đây là gì? Đâu? Vừa đi qua tầng bình. Ok. Đi tìm một cái thác thôi nào, trông nó nhỏ nhỏ ấy mà. Tôi nhớ lúc ấy tôi đi qua cái chỗ này tôi thấy có một cái thác nước. Hay là đảo kia nhỉ, nếu mà đảo này nhỉ. À cái đảo thì quen này của mình cái mấy lần mình đi làm nhiệm vụ rồi. Chỗ này là ở trên đảo này thôi. Cái chỗ này là chỗ mình lấy lần đi qua đây mình làm nhiệm vụ mẹ linh tinh này. Thác nước tôi nghĩ nó quanh quanh gần đấy rồi nhưng nó không đi xa quá đâu. Mẹ nhiệm vụ dài thế tưởng hết rồi. Quá ra rồi. Con thấy chưa? Ok, ra về. Con. Xương. Cái tiếp theo đâu? Tôi cứ đéo rồi đấy, xương này nó vừa có san hô ạ, mấy cái. Cái tiếp theo. Ủa cái này nhìn hơi khó. À, tảng đá mặt người, có một cái tảng đá hình mặt người. Trước mặt cái tảng đá hình mặt người. Xung quanh nó có một ít cây. Mình không xem đâu á. Trong đấy đây. Đây trong này. Trong ấy trên cái bàn này. Tảng đá hình mặt người. Tìm, tôi nghĩ là ở trên núi đấy, tôi nghĩ là ở trên núi. Bởi vì trên núi mà. Nhìn cái chỗ đấy nó giống kiểu đúng kiểu trên núi, trong rừng. Tôi đang trên núi để tôi tìm đấy. Ừ, tìm xem có cái tảng đá hình mặt người không. À. Nào phía trước mặt nó. Tôi đang đéo tìm đường lên núi chưa. Không biết là đây rồi, thấy rồi. Đào đi, đào trước mặt cái tượng này. Ok. Rồi. Ui, xương. Ừ, đào xong bọn xương nó chạy nằm. Tiếp bọn đi. Ui, xương nó chạy nằm. Cái thằng mình cũng lên đi thì có gà không đáng. Kéo đấy, tiếng gì đấy? Tiếng kéo gì vậy? Tiếng gì đấy? Tiếng gì đâu? Tôi nghe tiếng kéo gì kinh lắm. Ông hang lắp vào rồi à? Không, tôi đang cầm. Có cái sau nghe tiếng gì nhỉ? À, lắp không? Thì anh xuống đây lắp cái cuối cùng đi. Chạy em quăng cho em nữa. Ê, xuống đây nè. Anh em xuống đây, sợ. Xuống đây rồi lắp nè. Cái này nhìn nó, tôi nhìn nó như kiểu phòng ảnh nhỉ. Cuối cùng hóa ra là bao lâu là theo dõi à? Ok. Quê à, tôi không đi nhanh. Đây à. Được chưa? Dạ. Đấy, mở cửa. Quá, hả? À, cái này để đi ra biển đỏ này, ngon. Đúng rồi, cái sâu bách cơ, sâu bách cơ. Nhưng mà mình phải lắp ngọc với nó. Hết nhiệm vụ chưa? Thì xong rồi đấy. Xong rồi đúng không? Cái gì ấy? Tôi không thấy bọn đầu lâu dị này. Đây, nhiệm vụ tiếp theo là quay về gặp thằng kia kìa. Nó hiện tiếng tiếp theo này. Oh. Return Spectre to the mid. Nhanh lên một lực. Đây. Đây gặp thằng ấy để lấy những tiếp theo để lấy những xương mình tự vãi. Bỏ. Đó,
dị vãi, mình xuông thì dị vãi. Có, nó sẽ xuất hiện liên tục. Đánh thôi, spam thôi. Spam được đẹp được. Bỏ, bỏ, bỏ. Bỏ, nó xuất hiện liên tục. Kìa. Ờ, bọn nó xuất hiện liên tục. Chả thấy mình chết luôn. Thôi chạy đi, chạy mình ngồi chỗ này. Ai cầm chìa khóa ấy? Ai cầm chìa khóa chạy lên đấy, cầm chìa khóa chạy đi. Chìa khóa gì? Tôi tưởng ông cầm chìa khóa chứ. Tôi không biết chơi đấy. Cầm neo đâu? Ừ, tôi đang cầm cầm neo đi rồi. Rồi. Kéo đâu? Nhưng tôi còn chưa kịp nhìn thấy. Tôi ai cầm, thằng Bình cầm không? Có, đang cầm rồi mày, bây giờ hết rồi, hết quá rồi mày. Nó lại đi, ông gì ra, quay lại đây đi. Lại mọc lấm rồi. À, ngon. Ngon kẹt, mày. Thôi ông ở đấy đánh nhau suốt đời đi. Bỏ thôi. Chuyển chuyển đủ chỗ rồi. Rồi về chỗ Airport. Vừa bán đồ vừa gặp thằng ấy luôn. Thằng ấy như Airport nào cũng có đúng không? Cái này tới rủ neo cùng nó đi, ai lên được lên bắt được cá. Mày đang cầm chìa khóa rồi cứ rủ neo thôi. Ui đông quá, ui ông hang không chết cầm nhanh mày mày như vậy. Anh vẫn chưa kịp tìm thấy hình dạng chìa khóa nào đây trên này này. Anh thấy các bạn cứ bị liên tục mà bỏ thôi. Hướng E, S E. Nè, thấy đấy chứ. Cái đây đúng không? Chờ tôi. Chạy không? Không thấy là không rảnh. Đâu, chìa khóa đâu? Chìa khóa mình bắt đầu rồi. Con dương. Bắt được con cái đéo. Đường. Đây nó đây nhìn đẹp lắm, nhìn đẹp lắm, nhìn này. Đây nó bắt này đây. Có cái gì lần sau mình muốn lấy cái ngọc cái cái gì cái quái kiểu gì cái quái gì nếu mà mình nhìn thì mình may mình mang về mình đưa đằng kia mà đưa đằng kia để nó chỉ chỗ tiếp theo mình mà chắc là mình gửi rồi. Gửi nó rồi không xong rồi. Ai cầm rồi? Tôi cầm được xem nào. Tôi để trên kệ rồi. Kệ nào? Kệ trong phòng này à? À nhạc lên đi, từ đấy giờ không muốn nhạc nhéo rồi hơi buồn. Sẽ thọc cung dung. Để nó đấy rồi. Đúng rồi em. Ai đang nói chuyện? Ủa nhạc hay quá. Cho Baker. Đâu, bây giờ phải cho nó lên giường. Không ấy du nó ngủ. Ngủ đi à. Hồi đêm em đánh mấy bài nhạc buồn nghe hay hơn mấy bài nhạc vui. Ừ, thì cái Airport này cũng nạn lắm. Muốn lên bên quán rượu hình như phải neo vui. Trái trái tí nhá nè. Tôi sẽ trái tí, sẽ trái tí. Lý ơi, không phải khảo lại. Trái tí nữa đây. Trái đây. Đâu rồi? Rồi, thằng lái, hạ neo rồi. Tôi sợ.
vẫn đuổi. Mẹ cái quán rượu ấy như là lên muốn lên quán rượu là phải mẹ cái airport muốn lên quán rượu phải đi mình... ô sao trời chính thị mày đẹp ấy đi như trời đi đi như trời đi ô dạ trời mày màu tím ấy nếu hiểu đúng là này ở Đại Hải Trình thì mới có mấy cái chỗ mà trời màu tím này đâu đấy là vầng hào quang mà kẹt đổ cái gì quang mà cực quang thì có bắc cực rồi ở đây nó cũng có cực quang này chứng tỏ nó là Đại Hải Trình một tiền về như nước sông Đà mẹ rất dài ông theo ông nhổ neo anh cho nó thuyền nó đi nuôi lên đây thì tiền thuyền mình cảm giác nó chìm chìm đấy đâu mới có ở đấy như đâu ông nào đấy nhổ trèo lên ông em trèo lên quán rượu. Từ từ đây mọi người cùng lên xem nó nói gì. Thực ra ông lên quán rượu đang đâu cầm thêm mấy cái đầu lô máu ra lên cầm nó sao được nhiều đồ cho trong hòm à thế chắc là mình quên xong cái hòm cầm cái hòm lên nhá mình nhá hòm gì cái hòm ở chỗ thằng bắn ấy đây bắn kim cương ấy cầm lên đựng đồ cái bạn hết rồi. Thấy điên à? Thế nào? Trời ơi. Con bắn cái thương này đéo hiểu. Nhông ơi sợ bắn. Sống. Chuẩn chỉ luôn. Ông nhập rồi, ông đang bán đồ đấy. Đâu, chưa phá đâu nhập. Mày lấy câu 40 cho mình. Chưa. Đâu đâu thế, tưởng mà sắp lên rồi. Gần đâu không uống bán đồ đi em cái kia đâu cái gì đâu 2000 cơ tăng vậy kim cương viên kim cương xanh bán 2000 nhá mãi cấp gần lên rồi em ạ gần quan đây mình đưa con nhau ngoài mình anh đây rồi bán rồi đưa lại mọi người đây ở tàu tự đi vậy mãi cấp ok sao tàu tự đi kia tao tự đi này. Sao mình được cái đéo gì này? Sao tao được cái gì ấy? Ô, ông chân hồn neo à? Tôi nhổ thôi mà. Ô, sao tao tự đi? What the fuck? Tôi thăm rồi, tôi xong rồi. Thôi xong rồi. Tại sao? Ông hạ neo chưa? Sao tao tự đi này? Đéo hồn lên. Đéo hiểu luôn à. Rõ ràng hạ neo rồi mà. Hạ à rồi mà, đấy. Đéo hiểu, đéo hình áo. Đéo hiểu. Không phải, sao không? Sao không? Cầm cái thùng trà anh bán, thùng trà bán được tiền đấy, thùng trà bán được mấy 2000 đấy, đây thùng trà dưới này này, thùng trà màu đen này. Úi dồi, tàu ba mẹ rồi, sốc chứ. Dấu vậy. Tàu ngoài là Merigo mà, ngồi vui mà. Dấu vậy. Lúc nó hơi ngào ngào thì thôi. Thế mấy lần có lần nó quay về nó cứu chủ ấy không nhớ à. Tưởng đi mất rồi không tự nhiên nó quay lại. Đây. Có 1800 luôn phê vậy. Mua cái này bán được 1000 này. Mẹ giờ bán đâu rồi đấy. Đây cầm cái dương mang bán luôn đi không? Ê, đi lên. Đi lên đi anh. Rẻ bán được 300 à, con vậy. Hơn cái họ này. Yeah, leo núi khổ vãi quán rượu đặt đéo đặt trên núi. Quán rượu đặt trên dưới trong kia nó uống. Đây của ông đây. Lấy nó đi. Đây xem hỏi nói gì. Đưa 6 backer trong đó. Đủ 4 người nhá. À đây rồi. Đợi nhau. Đây rồi, đủ rồi, đủ rồi. Đưa đi. Chạy. Great Ramsey's ghost. I heard all the stories, but I'm actually home. Đang nói về thằng Ramsey, Great Ramsey. I never thought I'd see the day. Hàng của Ramsey à? Đầu bếp à? Before jewels set in the base that grant the Shroud Breaker its power. But they've been removed. À,
nói về sức mạnh của sâu bất cơ. Mình là phải kiếm đủ 5 viên ngọc thì phải. Cầm lên đéo đi. Để tôi đi loot đồ tôi cho vào ta. Đã, 50 cái, bỏ pháo đi đéo ra. Điên này, đồ gì cũng được. Đồ gì cũng được. À, những viên đá mất này. Phải đi kiếm lại những viên đá bị mất. Lắp nào. À, vô cực à. Briggsy is one đây những sâu bách cơ này. People call them skeletons. Sâu bách cơ là xong. Not even the order of souls dares challenge them, and rightly so. But you, you are going to have to hunt one down. I have eyes and ears across the world. Nói nhiều. Đừng vắng. Nghe nói đánh đàn ở đây là cửa hầm chấp mở. Đéo có gì đâu. Điện thoại. Trở thành điện thoại bình thường. Remember, phải làm nhiệm vụ để trở thành điện thoại hả? To be taken lightly. Đây. Đeo complete rồi đấy. Rồi. Đây rồi. Còn sau chơi tiếp, khổ vai cứt, mệt quá. Làm nhiệm vụ này trở thành huyền thoại. Ôi, mình có 168.000 vàng rồi này. Mua cái gì bây giờ? Nhiệm vụ của nó. Gì đấy? Đà, bắt đầu nhiệm vụ tiếp theo rồi này. Ôi, được cái mũ này. Ơ, được tặng cái mũ này. Mở khóa được cái mũ, unlock được cái mũ mới. NC Lock. Bầu trời hết màu tím và đúng là chỉ có đại hải trình mới hiện bầu trời màu tím. Đấy mà đại hải trình thì bầu trời màu tím thôi. 48.600 áo này ạ, mình có nên mua không nhỉ? Đại hải trình phần đầu tiên đã xong. Một cái áo đỏ à? Chứng tỏ nhà quê. Ôi, đít này có điểm tốt nghiệp rồi, có điểm tốt nghiệp rồi. Sao? Cái điểm tốt nghiệp rồi. Tất cả mình. Ông tốt nghiệp chưa? Điểm tốt nghiệp à? Có 10 năm này. Có 10 năm rồi. Chết boy. Ok. Anh ở đây thôi. Ui xuống xong rồi gãy thương rồi. Ui dồi ôi. Gần chết ạ. Tôi vừa bỏ 48.000 là tôi mua một áo không ạ? Tôi cảm thấy tôi chơi bây giờ. Đâu à? Thằng số thay áo đâu? Cái nhiệm vụ này là mua ở đâu? Khoe chân thôi, đâu chạy được khổ vãi. Tao mình ở xa quá đâu. Ui đơ cái web xem được. Cái nhiệm vụ này như hiểu mua cờ của mình. À mua cái cờ. Mua cái cờ em mi Kali này mình mua rồi. Nhưng cờ này mua rồi bởi vì tao đang ở xa quá nên không có được ấy. Ui, nhìn tao mình đẹp trai quá, tôi đẹp trai quá không ạ? Chiều mai là... Ui dồi ôi, giờ đúng kiểu tôi ra dáng chắp từng lời câu mà. Ờ, vì anh biết tôi nên... Sau làm nhiệm vụ này để mở hầm. Tôi giờ đúng ra dáng cắp Titan America rồi. Ui dồi, sao con Nexin cái lót đi nhỉ? Đây, cái mũ mới đây. Mũ mới nhìn hơi ngu, nói thật. Đây, nhìn tôi chưa? Được chất không? Ném nữa để xem nào. Để tôi. Ôi ha thôi bà. Ờ ông nào nhìn trông thế. What the fuck nhìn ông vậy trông chán nữa. Captain như này tôi chán nhau không hiểu. Captain. có điểm ơi. Có găng tay mình đâu, mình quên mất không đeo găng tay đấy. Găng tay Muay Thái. Ôi, nhìn này nó mới chuẩn chủy này. Ok, hôm nay nghỉ đây thôi. Bye bye.